Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào trưa ngày Chủ nhật 9 tháng 7, 2017, tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, miền Nam California, Kiều học sinh Liên trường Quy Nhơn đã có buổi đại hội toàn thế giới với chủ đề Tìm về bạn cũ trường xưa. Với sự hiện diện của các thầy cô, bạn đồng môn và thân hữu, trong dịp này, ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức, đã cho chúng tôi được biết. Hôm nay, ngày đại hội Liên trường Quy Nhơn, đây là một cái ngày hội lớn của cái hội Liên trường Quy Nhơn. Và hội này hoạt động đã hơn 20 năm và đây là lần thứ 18 chúng tôi tổ chức cái đại hội và quy tụ hiện giờ coi như là được ghi nhận là gần 400 thầy cô cũng như là các cựu sinh liên trường trên toàn thế giới hội ngộ quy tụ về đây. Dạ, thưa ông, với 20 năm hoạt động như vậy đó thì cái mục đích của hội Liên trường Quy Nhơn là như thế nào thưa ông, hoạt động tại hải ngoại? Dạ, thưa anh Phan Nam, cái mục đích chính là chúng ta là những người Việt xa xứ và đồng thời là coi như là mục đích để mà gặp mặt, để mà hội ngộ và hàn huyên tâm sự cũng như là ôn chuyện xưa, nhớ chuyện cũ, tình nghĩa thầy trò bạn cũ trường xưa. Dạ, có dịp chúng ta gặp lại. Không, vậy kỳ này họp mặt thì có tất cả là bao nhiêu người từ các nơi xa vậy không? Dạ thưa, là tất cả như vừa rồi tôi nói là khoảng hơn 400 người và riêng từ xa về, từ xa ở đây có nghĩa là từ Việt Nam và các nước quốc gia trên toàn thế giới thì ghi nhận khoảng gần 40 người. Bên cạnh đó các tiểu bang của Hoa Kỳ số lượng trên 400 thưa quý vị. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi thấy một điểm đặc biệt của Liên trường Quy Nhơn là qua các kỳ đại hội thì thường có ra mắt cuốn đặc sản của Liên trường Quy Nhơn. Đây là một điểm rất là đáng nói, ông có thể giới thiệu về cuốn đặc sản này thưa ông? Dạ thưa, cái cuốn đặc sản như vừa rồi ở trong cái bữa đại hội thì cái người trưởng ban biên tập đã giới thiệu thì cái đặc sản tập hợp những cây viết của cựu sinh Liên trường trước 75. Thì cái nội dung là về tình cảm quê hương và tuổi học trò, nhớ về bạn cũ trường xưa. Thì nhân dịp đây, tôi xin thay mặt ban tổ chức của Đại hội Liên trường Quy Nhơn miền Nam Cali, xin trân trọng, kính mời, kêu gọi tất cả các thầy cô, các anh chị, cựu sinh Liên trường, cũng như là các thân hữu của Liên trường Quy Nhơn trên toàn thế giới, hưởng ứng tham dự ngày hội của Liên trường chúng tôi tổ chức hàng năm vào dịp đầu tháng 7 tại miền Nam Cali. Chương trình được bắt đầu với phần chào mừng của ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức và sau đó là phần chúc thọ và tặng hoa cho các thầy cô. Hôm nay gặp được lại quý thầy và quý cô là cái hạnh phúc đặc biệt. Hạnh phúc là sau một thời gian rất là lâu khoảng 50 năm thì chúng ta có thể tìm lại được nhau và tình thầy trò luôn luôn khắc thiết với nhau. Xin một lần nữa chúng em xin kính chúc quý thầy và quý cô được nhiều sức khỏe và tình thầy trò chúng ta luôn luôn được bền vững. Kế đến ông Quang Văn Kiêm, người đầu chương trình đã giới thiệu về thầy Trần Hiến cũng như về trường dòng La Salle Quy Nhơn. Và sau khi ban tổ chức cho bảng vinh danh thầy Trần Hiến, thầy đã đại diện các thầy cô có đôi lời với con khách. Thật là một vinh dự cho tôi được chia sẻ cuộc đời hy sinh dấn thân phục vụ cho thanh thiếu niên theo tôn chỉ giáo dục của Thánh Gioan La Sang. Tôi được phục vụ qua 4 trường đều có nội trú và bán trú. Tôi luôn sống bên cạnh các em coi như gần 24/24. Trong giờ học, giờ chơi, giờ ăn, giờ tắm, giờ ngủ và trong những sinh hoạt hội họp cắm trại. Từ những sự gần gũi đó nảy sinh tình thân mật, sự thông cảm và lòng quý mến giữa thầy trò. Sự hiện diện của các em học sinh Liên trường hôm nay chứng tỏ các em đã thể hiện lòng tôn sư trọng đạo, tôn kính và yêu mến thầy như tôn kính và yêu mến cha mẹ. Sau đây chỉ là ví dụ của hai nhân vật đã thể hiện lòng tôn sư trọng đạo. Nhân vật thứ nhất, quá khứ, Lazare Carnot là một nhà toán học, một kỹ sư, một chính trị gia, là một đại tướng tài ba của nước Pháp
đã giúp cuộc cách mạng Pháp thành công. Vị đại tướng đã cố tình tìm lại thầy cũ và đến thăm thầy tại một làng nhỏ ở thôn quê. Nhân vật thứ hai hiện tại đó là em Cai Văn Khiêm, người học trò của tôi, là một khoa học gia đã có 42 bằng phát minh, phó giám đốc một công ty. Tôi rất cảm động. Tiếp ta, em đã mang chậu bông mai vàng đến chúc tiếp tôi vào ngày mùng 3 Tết. Nhất là em còn giữ tờ thông tín bà được 50 năm. Khi gặp tôi và các thầy, thầy Châu, thầy Trinh, thầy Oanh, Khiêm đã cho chúng tôi thấy lời phê chữ ký của từng thầy. Em là một người rất chân tình với các thầy cũ và với bạn bè. Giờ đây tôi cảm được an ủi và hãnh diện. An ủi vì tình thương mến của các cựu học sinh đối với thầy cũ tuy đã gần 50 năm. Hãnh diện vì tất cả các học sinh của tôi thành công trên đường đời. Đây là phần thưởng lớn lao của sự hy sinh dấn thân phục vụ giới trẻ. Tiếp theo, kiều học sinh Phạm Thiên Thu đã lên giới thiệu đặc sản Liên Trường Quy Nhơn. Hàng năm cứ vào đầu thu tháng 7 và cũng là lễ dịp kỷ niệm lễ độc lập Hoa Kỳ, thì tất cả chúng ta, những người con thân yêu của xứ sở Quy Nhơn, Bình Định lại cùng tụ họp ở đây cùng với các bạn ở trong nước để cùng ôn lại một thời áo trắng sân trường. Và như thế, như một người tỉnh trung thủy và luôn luôn đúng hẹn, đặc sản Liên Trường lại đến với chúng ta vào đúng ngày hội ngộ. Năm nay cũng vậy, đặc sản Liên Trường khoác một chiếc áo mới, đó là hình ảnh toàn cảnh Quy Nhơn với sổ sách quen thuộc và độ dày 390 trang, với những bài viết có rất nhiều nội dung phong phú, viết về những tình cảm thầy trò thân thương trong những lần họp mặt, cũng như những ngày mà gian truân chúng ta trải qua sau ngày 30 tháng 4 đen tối của đất nước. Trong này, năm nay có một số bài viết về những nhân vật mà có thể chúng ta không được biết. Ví dụ như là bài Ông Năm là một nhân vật ở khu 2 Quy Nhơn. Và những bài mang tính tham khảo rất là hay của tác giả Phan Trường Nghị, mà tôi nghĩ rằng cái điều này nó sẽ giúp ích cho chúng ta cũng như con cháu của chúng ta nếu muốn biết về quê hương Quy Nhơn Bình Định, về bài Chánh Tổng Kham và Tổng Vĩnh Thạch. Chúng ta biết rằng để hình thành được tập đặc sản này, dĩ nhiên là phải có sự góp sức của rất nhiều người. Thứ nhất là về bài vở, thứ hai là về tài chính, cũng như là sự đóng góp của ban biên tập rất nhiều. Qua đây chúng tôi xin được cảm ơn tất cả những bàn tay đóng góp đó, tất cả những người, những cơ sở thương mại có đăng quảng cáo trong tờ đặc sản Liên Trường đây, để chúng tôi có thể hình thành được cuốn đặc sản này. Qua đây chúng tôi xin cảm ơn tất cả những tác giả năm nay đã đáp lời sông núi của chúng tôi kêu gọi hồi năm ngoái, cho nên gửi bài về rất nhiều. Năm nay chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi quý vị, những anh chị em của học sinh Liên Trường có những kỷ niệm của một thời áo trắng sân trường, cũng như những kỷ niệm của một thời anh hát bài Em Tan Trường Về Anh Theo Ngọt Về, để hình thành những mối tơ duyên để hôm nay chúng ta có thêm những cô dâu chú rể của xứ sở nẫu chúng ta cũng có mặt hôm nay. Và chúng tôi mong rằng sang năm chúng ta sẽ tiếp nối bằng cách là đưa thêm những hậu duệ của chúng ta đi theo, để cho các cháu biết được là cha anh của các cháu sinh hoạt như thế nào, và cho các anh các cháu sẽ tiếp tục cái truyền thống yêu thương đó